mộ quý vị đến với Chuyện phố phường thứ tư. Hôm nay là ngày thứ tư, em cũng còn mơ mơ màng màng nên tiếp tục không hầu hạ hai chị. Tưởng nói chứ hôm nay là ngày đầu tuần. Có mặt em là chị mừng rồi. Hả? Không cần phải là chị hầu hạ ăn uống vậy đó. Đâu cần, em phải làm gì em cứ em cứ ngồi cho tụi chị ngắm là được rồi. Sẵn ở đây thì Trang Thái Lan hai chị dạ vui. Trang Thái Lan cũng cảm ơn quý vị các bạn hữu đã phone thăm Trung Tử Lưu mà lúc Trung Tử Lưu nhập viện, và hôm qua tới nay thì chúc mừng Trung Tử Lưu, thì cũng phone cho Trang Thái Lan là chúc mừng Trung Tử Lưu được nhập viện. Nó ác quá. Chị nói chúng tôi được nhập viện. Được xuất viện rồi xuất viện. Trời đất ơi, lộn kìa. Hả chị nhớ cái giấc mơ để có người kể không? Có người kể chị á, hình như là trong giấc mơ mình nó là giới tính hiện rõ ràng phải không? Sao chị giấc mơ sao? Bảy tầm bạ. Hôm qua em mơ em thấy em cưới nhỏ bạn em. Không phải. Em không bao giờ em nghĩ tới đó. Ủa chị đâu có nói đâu. Chị chỉ nói có người. Không nói... đánh mà khai. Chị đâu có nói Mỹ Linh lên, chị nói là có người mơ vậy. Ai biết người nào tự nhiên khai. Cái này á, chị biết không, em không nghĩ gì chứ mà tự nhiên nó nhiều khi nó mơ mắc cười lắm kìa. Không, nhiều khi giới tính á tìm mẫn đâu, giờ nó lộ ra chắc em chết. Ủa sao em nhớ em nhớ hay vậy? Nãy chị nói thoáng qua lúc đang nói chuyện làm sao vậy mà sao em cũng nhớ. Con mũi bay ngang, mũi đực, mũi cái mình còn biết nữa phải không? Mà em là... cũng ráng, em nhớ nhất em đây nói. Là ác nhân cốc mà chỉ chờ cơ hội. Với lại, đây là chuyện phố phường phải không chị? Chỉ cần đi đảo qua đảo lại thôi. Giống như là bữa em ở trong bệnh viện đó, thì cứ tối 10 giờ đó, thì cái giường kế bên đó, tụ họp gia đình lại, nói chuyện. Đông không? Đông lắm, nói trời chuyện ơi, rất hai người nói chuyện lớn tiếng lắm. Không, em mà vui lắm. Em nghe cái em ngồi hóng chuyện, em biết hết được chuyện gia đình của anh ta từ trên xuống dưới. Gia đình bao nhiêu đứa con. Trời, giờ làm khai, cái gì, làm giờ gì. Ngồi để khai ra. Con ở tiểu bang nào, làm gì. Mà sao hai ông bà cụ rất phổi tốt thiệt nha. À vậy hả? Trời, nói chuyện, trời ơi, nói chuyện mà bên này mình không nghe được, mình kêu bằng mình không nói chuyện với nhau được là em biết sao đó. Ồ vậy hả? Ừ. Sao, ủa sao em nghe mà chị nghe hay vậy? Mà sao cái bệnh viện đó không, chị thấy người ta nói chuyện không có xì xào như mấy bệnh viện khác ha. Bệnh viện có người Việt Nam mà. Thôi, chị anh Linh, vô tin đi anh Linh. Nam ca sĩ Mỹ Linh. Đây là một cái bản tin đó, nó cười lắm quý vị ơi. Bà này mở người Pháp, 68 tuổi rồi nha. Bà bị kết cái án tù treo vì cái tội nuôi 159 con mèo với lại 7 con chó. Ở trong một cái chung cư mà chỉ có 80 mét vuông thôi à. Mà làm sao bà nhét được từng đó con vô trong đó. Trời, 159 con mèo, chị tưởng tượng đi. Rồi 7 con chó nữa. Hôi chết luôn. Thì hôi là cái chắc rồi đó. Và coi như là người ta phạt tù treo lận mà. Bà không chăm sóc gì cho tụi nó hết trơn luôn á. Không tắm rửa, không chăm sóc, đi này kia nọ, đầy nhà hay gì bà cũng không có thèm. Mèo sao tắm được? Em thấy mèo gì đâu tắm. Thì đó, nhưng mà điều hả ghê quá à. Thì chung quanh đó, mấy cái người chung quanh đó, người ta thưa cảnh sát lên đó, thì người ta thấy gọi là mà bà nói là bà không nỡ bỏ tụi nó. Cảnh sát nói nếu mà mày nuôi không được, mày không lo được cho tụi nó thì mày đem tụi nó về làm chi. Mà bà nói không, bà có một cái tình yêu thương rất là bao la với những con vật này mà không bây thể giờ, bỏ. Ở Việt Nam, Sài Gòn cũng có cái bà nuôi 100 con chó đó. Bây giờ người ta cũng đâu có dẹp bà được đâu. Bà vẫn còn đang hàng xóm còn mấy bao nhiêu năm nay kiện tụng hoài đó. Bà nuôi cả 100 con chó đó. Không, ở đây người ta xử liền, thấy không? Nói gì nuôi chó mèo á, ở Việt Nam, ở cái thùng thôn quê nào hồi đó chị đi hát á, cái bà đó bà nuôi cũng mấy trăm con mèo trong nhà á em. Trời sáng á, bà đi chợ, bà mua thịt sống á, bà về bà cho nó ăn. Cứ là ngày nào bà cũng mua thịt về cho nó ăn hết. Xong cái một thời gian không thấy bà ra chợ, mấy người mới thắc mắc á, tại sao bà không có ra chợ. Xong cái mới kêu cảnh sát, kêu ai á, kêu mấy người bạn của bà mà đi chợ, nói sao không thấy bà ra, bà mua. Cái xong á, trời ơi, mèo nó ăn thịt bà rồi. Tại vì bà bệnh á, bà nằm á, không có cho nó ăn, không có mua đồ cho nó ăn, nó ăn thịt bà luôn. Ghê chắc quá. Bà liệt lúc đó, bà chắc bà cũng chết rồi nó mới ăn. Không biết sao mà nó ăn thịt bà luôn. Mà chuyện thiệt đó hả chị? Chuyện thiệt. Thiệt chứ, cái đó là chuyện thường thôi. Ủa mà mèo làm sao mà nó xé được bà trời? Trời sao trời chị? Em ơi, mấy trăm con mèo nó thì một con cắn một cái em cũng đủ nát tan em rồi chứ. Em thấy khó. Ngầu quá phải không? Ừ. Có tin gì lạ nữa không chị? Bên em hơi hiếm tin chút xíu. Có chứ sao không có. Em không nói, để chị kiếm sẵn cho coi. Cái bà này nè, một cái bà này là coi như hình như bà cũng là người Mỹ luôn đó nha. Mà Venezuela.
bà có coi như là cả ngàn khối u ở trên người bà luôn vậy đó. Nhiều lắm, tờ 42. Ôi, trời, nó nhảy. Kiếp trước bà là con cóc. Đúng không? Tại vì con cóc người nó mới có khối u nhiều thôi. Nhưng mà công nhận nha, nhiều người có khối u mà bự lên mình thấy cũng tội quá ha. Sống, tội nghiệp lắm. Người ta bà này coi như là hả, lâu lắm rồi bà mới được. Bà mới được coi như là chờ đợi đó, bà mới được là coi như là giải phẫu hả? Nó giải phẫu cho bà. Nhưng mà nó nói là nó không thể giải phẫu được hết toàn bộ, tại cơ thể của bà nó mọc nghĩa là từ đầu cho tới chân luôn. Gọi là chi chít, không có chỗ nào không có. Vậy cái bú mỡ, bú thịt nó không biết bú gì. Nhưng mà bà nói, người ta nói là vậy, bác sĩ nói là chỉ giải phẫu những cái chỗ nào cần thiết thôi, để cho bà đừng có bị, thí dụ như miệng nè, trong miệng đồ này kia nọ, rồi những cái chỗ, những cái bộ phận mà cần phải giải phẫu để cho bà khỏe mạnh, ăn uống được hoặc là ngủ được. Chứ còn người ta nói không thể nào mà giải phẫu hết được tất cả, tự vì những cái mục đó nhiều khi nó lại ảnh hưởng tới những cái khác. Nếu mà nó liên kết với nhau với những cái rễ trong da. Đúng rồi đó. Thành ra không thể. Nhưng mà chị biết không, thật sự nếu mà họ tìm được cái rễ gốc của nó, họ trị được cái gốc á, thì tự nhiên mấy cái kia nó lại nó xẹp hết luôn, phải không? Mà khó lắm. Người ta nói bệnh này cũng hiếm gặp nè, chứ đâu phải ai mà cũng cả nổi cả ngàn mục ở trên người đâu. Mấy người đó cũng tội nghiệp chứ, nhất là phụ nữ hả? Nghiệp. Bà này bả đi á, gọi là đi cũng không đi, gọi là đi là, đi không nổi đó. Nghĩa là bước vài bước là phải nghỉ ngơi rồi. Tự vì nó nổi hết toàn bộ trên người. Em hỏi chị tưởng tượng với cái chân mà chị nổi từng đó một thì chị chưa đi được không? Đi không nổi đâu. Mệt lắm. Thôi chị là chị Lan kể chuyện cười đi, cái câu chuyện hoa mộng của chị Mỹ Linh em sợ quá. Chuyện nằm mơ. Chuyện hoa mộng đó em sợ lắm. Dạ, có trên chiếc xe mà xe bus á, có một người phụ nữ cho con bú, mà đứa trẻ nó cứ la khóc hoài, nó không chịu bú. Nên dỗ bao nhiêu lâu mà đi hai ba chặng rồi, thằng nhỏ cũng không chịu bú nữa. Cái bà mới nói, con mày không bú à, tao cho chú kia bú bây giờ. Cái xong cái xe chạy một đường nữa, thanh niên nó mới nói chứ, chị nói cháu quyết định đi. Nãy giờ tôi qua hết ba bốn chặng xe tôi xuống. Nghe lại hứa phải không? Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi luôn xin giới thiệu đến quý vị cơ sở thương mại đầu tiên để bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Chị Mỹ Linh với sản phẩm của Thúy Nga Paris đi ha. Thúy Nga Paris thì có cái sản phẩm đầu tiên là Sucoi Fucoidan, quý vị. Cái này là cái hàm lượng Fucoidan cao nhất hiện nay là 250mg. Tăng cường sức khỏe và hệ thống miễn dịch trong cơ thể, chống lại sự lão hóa, tăng cường tuổi thọ, tăng cường chức năng gan thận, quân bình áp huyết, đặc biệt là giúp cho ngăn ngừa ung thư và phòng chống ung bướu. Có dạng hộp và viên. Dạng nước và viên. 250 Mỹ Kim một hộp, quý vị. Fucoidan quý vị cũng biết là nó có thể giúp cho quý vị thêm một cái nữa là nó ngăn chặn di căn và giúp cho những người bị bệnh máu không đông. Cái tác dụng của Fucoidan thì quý vị đã biết rồi, trên thị trường có rất là nhiều loại Fucoidan và đặc biệt là Fucoidan này đến từ Nhật Bản. Và một sản phẩm nữa là Okinawa Corella, cung cấp chất xanh và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, giúp tẩy độc gan, thận và máu, giúp đào thải các độc tố kim loại, thủy ngân ra khỏi cơ thể, giúp thúc đẩy trẻ da, hóa tế bào da, làm sáng da, tăng cường hệ thống miễn nhiễm. 30 đồng một hộp quý vị. Quý vị có thể liên lạc với thuynga.shop.com hoặc là vào số phone hiện trên màn ảnh của Trung tâm Thúy Nga để quý vị mua những sản phẩm của trung tâm này. Trên đây còn có nhiều sản phẩm khác nữa chứ không chỉ có hai sản phẩm mà chúng tôi giới thiệu đâu. Thưa quý vị, bây giờ thì công ty DMG James Arizona xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị chương trình sale đặc biệt. Quý vị nhớ rằng chương trình sale đặc biệt của họ đang có rất là nhiều. Đặc biệt là thưa quý vị, mua quý vị đang có cái viên Masanai Arizona đó mà quý vị đã mua trước đây đó, quý vị muốn đổi thành viên Lab Diamond thì quý vị đóng thêm 50% nữa, chứ quý vị chỉ cần trả thêm 50% nữa để đổi. Có nghĩa là chúng ta, chị Mỹ Trang Thanh Lan có một viên 2 carat Masanai Arizona, chị muốn đổi thành viên 2 carat Lab Diamond thì chị phải trả theo cái giá 50% của cái viên Lab Diamond đó. Rất là tiện lợi thưa quý vị, và đang có chương trình cho quý vị đổi từ Masanai sang Diamond
Và thưa quý vị, Manzanar Arizona 500 đồng 1 carat, 1.000, 2 carat, 2.000, 4 carat, rất là quen thuộc, và quý vị mua được bảo hiểm trọn đời cũng như được tặng thêm một viên cùng cỡ A5 đang thông dụng trên thị trường. Quý vị đang thấy trên màn ảnh những chiếc nhẫn rất là đẹp thưa quý vị, đang được làm bằng vàng 18 carat kiểu Italia với những cái viên Manzanar Arizona tuyệt đẹp, để giúp cho quý vị mua cái viên này được chương trình đặc biệt. Mua một chiếc nhẫn từ 2.500 trở lên được tặng một hoặc hai carat kim cương lab, Crown Diamond thưa quý vị. Lab Diamond là gì? Đó là kim cương làm trong phòng thí nghiệm do mẹ hóa học đẻ ra. Nó rất là sạch, đẹp và nó không có cái máu của người công nhân, không có phải là khai kháng khoáng từ mỏ sâu với công nhân máu và nước mắt, nên nó rẻ gấp 10 lần của kim cương tự nhiên. Tuy nhiên nó vẫn có cái giấy kiểm định của IGA và GIA là cơ quan kiểm định quốc tế ở các nước như nước DEF, VS1, VS2 rất là đẹp thưa quý vị. Và quý vị có thể thấy cái số điện thoại đang hiện trên màn ảnh để quý vị mua những viên lab diamond đang được sale với giá đặc biệt. Và quý vị phải gọi cho DMG Gem để có những chương trình tặng quà xối xả, dù không mua cũng được tặng quà. Và quý vị vào trang web DMG Gems YouTube Official để tham dự các chương trình game show, cũng như biết được những chương trình sale đặc biệt của DMG Gems Arizona. Tại miền Nam California, mời quý vị đến với Tân Thú Quỳnh để quý vị xem những viên lab diamond và những viên Manzanar Arizona đang có sẵn ngay tại đây, với số phone đang hiện trên màn ảnh. Trang Thanh Đan xin giới thiệu công ty xuất nhập cảng Thanh Lê Yến, một công ty đã tiên phong trong ngành Yến trong nhiều năm qua. Có chương trình đặc biệt giảm giá cho đầu năm. Năm chữ A Yến Trắng hiệu Sống Vui 250g sale 540 đồng, tặng đường phèn sâm Hoa Kỳ, một hộp táo đỏ nhãn Kỷ Tử. Bây giờ đang có một chương trình sale vui lắm quý vị. Hồi đó là mình nếu mà mua 10 hộp á là còn 520, thì bây giờ chỉ cần 4 hộp thôi đã có được bán cái giá 520 mà vẫn có phần quà tặng nha quý vị. Yến khô không có để tủ lạnh, không có phải không có phơi khô, gửi hàng miễn cước phí, free shipping. Quý vị đặt hàng xin gọi 714-418-9788, 714-418-9788, hoặc vào thăm trang nhà tiệmyến.com hoặc website thanlyyến.com. Ngoài ra Thanh Lê Yến còn có bán đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây, cũng như là nấm linh chi, rồi nấm đông trùng hạ thảo nữa, rồi bào ngư thưa quý vị. Và có bào ngư đó quý vị, Trang Thanh Lan mê cái bào ngư ở đây lắm. 714-418-9788 nơi quý vị đặt lòng tin vào những cái yến chất lượng cao thưa quý vị. Bây giờ thì xin giới thiệu đến quý vị công ty MV Hurt. MV Hurt giới thiệu đến quý vị sản phẩm đầu tiên, đó là sản phẩm stem cell với bird nest, gồm có nhau thai cừu và tế bào gốc của nhau thai cừu và yến. Hai thứ này giúp cho quý vị có một cái dùng cho quý vị vừa có sức khỏe vừa có sắc đẹp, tốt da tốt đẹp, ăn ngon ngủ yên, và giúp cho quý vị nhất là những người quý vị phụ nữ đó sẽ có làn da rất là mịn màng, và chúng ta phải khỏe khoắn vô cùng với cái stem cell của nhau thai cừu, giúp cho ta tái tạo làn da mới khi mà chúng ta dùng cái loại mà stem cell với bird nest như thế này thưa quý vị. Một chai như thế này là giá 100 Mỹ Kim thưa quý vị, mua 3 tặng 1. 100 Mỹ Kim mua 3 tặng 1. Ngoài ra thì công ty cũng có một sản phẩm thêm nữa, đó là sản phẩm NMN. Thưa quý vị, NMN là gì thưa quý vị? NMN là một sản phẩm rất là đặc biệt, mà chúng ta phải nói rằng đây là một sản phẩm về cái cải lão hoàng đồng. Tại sao gọi là cải lão hoàng đồng? Vì công dụng của viên trường thọ này kích hoạt hệ thống hô hấp của tế bào, đánh thức các tế bào đang ngủ quên, giúp sống khỏe hơn, sống thọ hơn, không bị già lão sớm, giúp kéo dài tuổi thọ, giúp tăng cường trí nhớ minh mẫn hơn, giúp phụ nữ xinh đẹp dài lâu, nam giới tràn đầy sinh lực, giúp những người đang bị tiểu đường, cao máu, cao mỡ, đau nhức xương khớp nhanh chóng phục hồi sức khỏe mỹ mãn, ngăn chặn nguy cơ giảm cân nhanh, gây béo phì. Sản phẩm công nghệ sinh học phân tử NNM giúp quý vị thoát khỏi những ràng buộc của quy luật về tuổi tác, không còn lo sợ về tuổi già sức yếu. Sự lão hóa sẽ đến rất là chậm, giúp quý vị được trẻ hóa từ trong ra ngoài từng ngày. Một hộp 60 viên với giá 120 đồng và đang cũng có được với giá đặc biệt mua 3 tặng 1. Mời quý vị
gọi cho em cái số điện thoại hiện trên màn ảnh để xin làm đại lý, thưa quý vị. Hoặc là quý vị muốn mua những sản phẩm này thì đến với Tân Thú Quỳnh. Sản phẩm tiếp theo của họ, thưa quý vị, đó là sản phẩm Royal Jelly. Thì đây cũng là những sản phẩm về giúp cho quý vị tuổi tác quý vị trẻ trung hơn khi quý vị dùng cái loại Royal Jelly này. Và nó giúp cho quý vị tuổi thọ, người ta nói là cái tuổi đó, nó giúp cho uống cái này đó, Royal Jelly này, collagen này đó, thì nó giúp cho quý vị thuốc viên collagen mà giúp cho trắng da, giúp cho hết nám, hết tàn nhang, hết những cái vết đám, hết đốm trên mặt, và nó giúp cho tuổi của quý vị trẻ lại, rất là trẻ lại. Đó là cái chai Royal Collagen kêu là 20 Younger, thưa quý vị, của công ty MV Heart. Và sản phẩm đặc biệt nhất của họ đang chú ý đến đó là White Skin, thưa quý vị. White Skin gọi là Haki White Skin. Quý vị nhớ là White Skin Haki là một cái loại thuốc viên trắng da, nhưng mà cái này nó đặc biệt đó là nó lọc gan và lọc phổi, nó giúp cho quý vị loại bỏ chất độc trong cơ thể ra, giúp cho da quý vị trắng, và nó cũng giúp cho hết nám tàn nhang, nó giúp cho da quý vị sáng lên đó, thưa quý vị. Và cái chai này đang bán rất là đắt trên thị trường, White Skin Haki trắng da. Và một hộp như vậy là một hình như là 120 viên hay 100 viên gì đó. Và mời quý vị gọi cho MV Heart. Và thưa quý vị, nếu quý vị cần số phone thì cứ phone hiện trên màn ảnh để quý vị làm đại lý. Còn quý vị muốn mua trên website thì chúng tôi có tantuquinh.com, hoặc quý vị gọi cho chúng tôi đến tiệm chúng tôi, có đầy đủ những sản phẩm của MV Heart, và chúng tôi là đại diện bán lẻ cho họ trên khắp nơi với số điện thoại 7146127309 và vào website www.tantuquinh.com. Bây giờ là Bé Hai bán trái cây. Bé Hai bán trái cây là một nơi mà quý vị có thể đến để mua trái cây tươi Á Châu nhiệt đới, trái cây của miền nhiệt đới, trái cây của Việt Nam, với bưởi diễn, bưởi da xanh, rồi chúng tôi có cam, quýt, măng cụt, mãng cầu, có vú sữa, xoài các loại, rồi sầu riêng, mít. Nói chung là những trái cây mà chúng ta ai cũng thích, ai cũng yêu. Và nơi đây mở cửa 7 ngày, ngay một cái nơi rất là thuận tiện, ngay trong khu chợ ABC gốc Magnolia và Bosa. Quý vị có thể đến đây với hai số điện thoại hiện trên màn ảnh, mở cửa 7 ngày. Nơi đây cũng có đặc biệt là quý vị biết có những loại chả, gọi là chả ốc, chả mực, chả tôm, chả heo, chả bò, có thể bán sỉ cho quý vị ở ngoài tiểu bang. Họ cung cấp trái cây tươi cho quý vị sỉ và lẻ ở ngoài tiểu bang luôn. Có chương trình gửi xuyên bang với giá rất là rẻ. Xin gọi cho chúng tôi với hai số phone hiện trên màn ảnh. Địa chỉ là 8892 Bosa Avenue, ngay góc đường Bosa và Magnolia, trong khu chợ ABC. SK của Nhật Bản là một công ty giới thiệu đến quý vị về những sản phẩm về tóc, thưa quý vị. Hair Mask là một sản phẩm mà quý vị có thể thấy là để dùng cho quý vị, giúp cho tóc quý vị đó mượt, bóng mượt, thưa quý vị. Dùng giống như là chúng ta xoa lên đầu, giống như mặt nạ trên tóc cho những mái tóc bị khô, bị gãy vì xài quá nhiều chemical, hay là vì chúng ta tẩy rửa nhiều quá nành tóc khô như những cọng rôm, thì dùng cái này tóc nó sẽ bóng mượt trở lại. Ngoài ra họ còn có chai thuốc mọc tóc, một bộ hai chai. Chúng ta phải dùng một bộ hai chai thuốc mọc tóc thì tóc sẽ mọc lên, của Nhật Bản. SK rất là nổi tiếng Hair Crown Serum, thưa quý vị. Họ cũng có một sản phẩm nữa, đó là dầu gội đầu 3 trong 1 với conditioner, shampoo và thuốc nhuộm 5 màu tự nhiên bằng dược thảo với chất argan oil. Chúng ta gội rất là đẹp mà không cần sợ bị tóc rụng, không sợ bị hư da đầu, mà không sợ bị những cái tác hại của chất hóa học, thưa quý vị. Họ cũng có một sản phẩm gọi là Foot Peel Mask, để dành cho quý vị mà bị nứt chân, hư chân, thì quý vị có thể dùng cái đó để ngâm chân. Chỉ cần ngâm trong hai hộp như thế này là chân quý vị sẽ trở thành gót chân son như em bé, rất là đẹp, và nhiều người đã dùng rồi. Hai loại sản phẩm của họ collagen, một loại là 4 chống, chống nắng, chống nám, chống nhăn, chống nhờn, và một loại là để trị đồi mồi tàn nhang và đồi mồi tàn nhang với nám, thưa quý vị, cũng như lông ben, những loại rất là đặc biệt. Quý vị có thể gọi cho với số điện thoại hiện trên màn ảnh để quý vị gọi cho anh Scott nha quý vị, cũng như vào website để quý vị làm đại lý. Anh cần 50 đại lý, cần đại lý trên 50 tiểu bang, cần rất là nhiều.
Và tại miền Nam California, tất cả các khu chợ gần như đều có sản phẩm của SK Envision. Tại miền Nam California, trên mạng thì quý vị có thể vào website tantuquinh.com hoặc gọi cho chúng tôi 714-612-7309. Chúng tôi gửi đi khắp nơi và tiệm Tân Tú Quỳnh cũng có đầy đủ tất cả các sản phẩm của SK. Thưa quý vị, ở Colombia, Bogota đó quý vị, thì người ta từ năm 2021 đó, người ta đã mở ra những cái khóa học dạy cho đàn ông, coi như là đàn ông bất cứ thiếu niên, thanh thiếu niên đều được hết, hoặc là những ông lớn tuổi, trung niên đều được hết, tới đó học những cái công việc mà của một người phụ nữ làm, để những người đàn ông này có thể giúp đỡ người vợ, người mẹ hoặc là anh chị em trong gia đình. Tự vì những cái nước này là những cái nước nó cũng có trọng nam khinh nữ, cái gì cũng là đàn bà làm, mà đàn ông thì nó không làm gì hết. Cho nên người ta mở những khóa học này ra, đàn ông đó, nó tập mà coi như là quấn tã cho con nè, rồi hả thắt tóc cho con gái, rồi này kia nọ, hoặc làm cho vợ. Thì người ta mới nói là thực ra mà mở cái này ra là một thách thức đó, tự vì nhiều ông đâu chịu học đâu. Nhưng mà có nhiều đàn ông giờ Mỹ Latin cũng khó chịu lắm đó. Mà bây giờ đó họ học, và thậm chí họ về nhà họ đã giúp đỡ được cho vợ, cho mẹ rồi này em kia nọ. Dạ, em ghi tên chưa? Chị à, chị ác ghê vậy đó nha. Em đang rất là hứng khởi trong cái chuyện mà truyền bá cái ác chuyện này. Không ác đâu có được. Để quý vị, thành ra là coi như là trong cái chuyện này đó họ cũng đỡ rất nhiều. Trong lớp đó có một anh tóc vàng. Anh tóc dài mà tóc vàng. Mà em đi Bogota nhiều lần em chưa thấy cái lớp này. Em tìm đi học đi. Tìm không? Em nên không? Học. Thực sự là đó. Lúc đó biết nấu ăn mà. Em thì biết nấu ăn quá giỏi rồi trời ơi. Nói thế thôi chứ sống một mình mà làm nó được là hết, làm việc hết việc nhà rồi còn đâu nữa. Thưa quý vị, có một cái bản tin cho biết là có một cái ông tên là Huỳnh Phú Tân ở huyện Long Hải, tỉnh Bạc Liêu, vừa nộp đơn xin phép nhà chức trách của tỉnh Bình Thuận để khai thác một kho báu ẩn dưới lòng sông Cà Ti mà ông này được cha mình chỉ dẫn vị trí. Cái ông sông này thì nó chạy qua thành phố Phan Thiết đó, con sông này tên là sông Cà Ti. Thì ông này ông cho biết là kho báu dẫn dưới sông Cà Ti chứa khoảng 3 tấn vàng và được người Nhật chôn giấu. Ông cam kết sẽ đóng phí hoàn thổ môi trường 500 triệu đồng, tức là khoảng 20.000 Mỹ Kim, và đề nghị chính phủ cho lực lượng công an bảo vệ xung quanh cũng như cán bộ kho bạc giám sát quá trình ông này khai thác kho báu. Ông cam kết khi lấy được kho báu thì bổ sung vào kho bạc tỉnh Bình Thuận 70% và chỉ lấy 30% còn lại. Bây giờ đó coi như là người ta đang nghiên cứu ở coi như công ty này, người ta chính quyền người ta đang nghiên cứu coi có thăm dò thử coi phương án coi có môi trường có bị hư hay không, rồi thực sự là có 3 tấn vàng đó hay không. Có không? Không biết nữa, cái này là không biết ông cha, ông già không biết tại sao ông để lại. Người ta không có nói lý do. Nằm mơ thôi. Ông nói là trong thời gian dài đó không còn tư liệu, nhưng ông nói là người cha của ông đó là đã chỉ chính xác kho báu rồi. Nhưng mà không biết là ông cha hồi xưa ông cha ông có đi ông đã qua đời rồi. Nhưng mà không có biết mà ông này phải chắc chắn lắm mới làm. Chắc chắn mới bỏ tiền chứ, bỏ mấy chục ngàn đô đâu phải dễ đâu. Đó, bởi vậy bỏ mấy chục ngàn đô là ông đã nắm chắc trong tay rồi đó. Ông bao nhiêu tuổi em? Ông này 65 tuổi. 65 tuổi đợi tới lấy mà mấy tấn vàng lên chắc cũng qua đời rồi. Thiệt á chứ. Thấy không? Còn cháu hưởng thôi, chị nghĩ xa quá à. Nhưng mà hy vọng là kiếm được đi cho con cháu nhờ. Còn cái đây gì là mình xin nhận bà con. Còn ở đây á, nó nói là ở Nhật á, có kiểu như mấy tuần vừa rồi, nghĩa là tới mỗi lần mà tới cái hoa anh đào sắp nở đó, thì người ta như là mấy anh chàng á, coi như là ở trên Facebook rồi chẳng hạn, nói là tôi cần một người giống như là đi cùng ngắm hoa anh đào nở, rồi đi chơi này kia nọ. Người ta nói là tôi muốn ăn tối rồi ngắm hoa anh đào và để cho có kinh nghiệm những cái buổi hẹn hò, và người ta sẽ trả là coi như là khoảng mỗi một giờ đó thì trả 160.000 won cho một giờ. Rồi cái ăn thì bao ăn rồi bao uống rồi kia. Cái này là ở Hàn Quốc mới là won chứ. Cái này người ta nói won nhưng mà điều chỉ là Hàn Quốc. Đúng rồi, Hàn Quốc, cái này ở Hàn Quốc chứ không phải ở Nhật. Kể chuyện không biết ở đâu luôn á chị.
ta không để ý. Hay cái chuyện mà không biết ở đâu luôn á. Khổ ghê vậy đó, ta không để ý cái này thôi chứ bộ. Tại người ta ở cõi trên, người ta qua ở cõi mình. Nhưng mà chị nói làm sao cái này là ai đi với ai? Nghĩa là thí dụ như thanh niên đi, còn con trai đi, thì nó muốn, tại nó chưa bao giờ hẹn với bạn gái chẳng hạn. Tức là nó mướn, mướn một nó mướn, đó. Nó trả tiền, nó chẳng sẵn sàng nó trả tiền một giờ là 160,000 won cho một cái cô ngồi với nó để mà thưởng thức hoa anh đào. Chị có thử chưa? Chị có thử cô nào mướn cô nào thử? Ngu gì, ngồi ngắm mình sướng hơn đúng không quý vị ơi? Chứ ai cần phải không? Có người ngồi chi cho mất công, nói tào lao giống như trong Tử Lưu vậy nè. Đâu có, nhiều khi người ta nói vậy cho ta cũng ước muốn trong lòng là cũng đến đây mà mơ luôn đó. Yeah, mà mơ luôn, mà mơ đấy mà cưới người đồng giới. Em nói thiệt với chị á, trung bình á là những giấc mơ không bao giờ xảy ra hết, rất ít khi nào xảy ra. Có nhiều khi mơ là mơ cũng thôi. Có thể thiệt nhưng mà cũng có thể là mơ tưởng quá rồi tối cũng nằm mơ nữa. Chị kể chuyện cười đi chị. Cười là cái thằng cháu nội của ông Sáu đó là ổng bệnh nặng lắm, ổng mới vô nhà thương, ổng nằm ổng sắp chết vậy mà nói thì nói không được, chỉ có viết thôi, kêu mình con cháu đưa viết cho viết, muốn gì viết. Cái bữa đó là ông kêu tụ tập hết là con cháu vô, cái ông ra dấu, ông biểu đưa viết, kêu đưa viết, viết cho ổng viết xong cái tự nhiên ổng tắt thở. Cái bà vợ bà Sáu bà mới cầm cái tờ giấy lên nói tránh ra, chúng mày đạp nhầm cái ống thở oxy của tao rồi. Thu lê phải không, bộ mà đúng không, tránh ra mà ông lên tình viết xong rồi ổng chết rồi bà mới đọc được cái lá thơ đó. Trời, chị biết không, hôm qua đó lúc em nằm hôm kia hôm bữa nằm ở trong bệnh viện hả? Hôm bữa Chủ nhật. Bữa Chủ nhật em nằm trong bệnh viện đó, thì em gọi cú phone. Em gọi một cú phone, có một cú phone gọi em cũng gọi cú phone. Thưa quý vị, đó là nữ ca sĩ Phương Dung. Và chị đã nhận lời lên trên show Chuyện Phố Phường trong thời gian tới. Chị đã sắp xếp chắc chắn chưa? Nên trong vài tuần nữa nha. Trong vài tuần nữa thì chị Phương Dung nhận trắng gò công thì chị Phương Dung chỉ có cái là chị hứa là chị làm. Với lại em cũng khá thân với chị là khi ở Việt Nam làm giám khảo rồi chung nhiều đó. Rồi đi hát chung. Với lại em ở Việt Nam hồi đó về Việt Nam mà em làm việc, lúc nào tổ chức show hát cũng có chị đó. Cũng mời chị đó. Chị cũng dễ dàng lắm. Chị Dung thì cũng đồng quê Gò Công với chị á. Gò Công nhiều ca sĩ quá chị ha. Chị ở biển Tân Thành, ca sĩ hay đó, nhiều ca sĩ hay đó. Xuống. Chị ở ngoài biển, chị ở trong đồng. Bây giờ chúng tôi luôn xin giới thiệu đến quý vị những cơ sở thương mại tiếp theo đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay nhé. Trước nhất là Liên Phạm. Công ty Liên Phạm, đặc sản quê nhà, chuyên sỉ và lẻ tất cả các mặt hàng đặc sản của Việt Nam như cá tươi, cá mục nắng, các loại mắm, các đủ vùng miền. Gần 500 món hàng đều có sẵn tại cửa hàng của Liên Phạm để phục vụ bà con kiều bào tại Mỹ. Liên Phạm luôn cam kết chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, nhận ship tất cả các tiểu bang toàn nước Mỹ, luôn có chương trình khuyến mãi khi khách hàng mua ở tại tiệm. Mọi thông tin xin liên lạc 714-453-7777, 453-7777, địa chỉ là 10495 Bosa Avenue, Suite 105, Westminster, California 92683, nằm trong khu Phở Thịnh và Hảo Vị BBQ. Góc đường Wa và đường Bosa. Wa và Bosa. Quý vị đến đây đó, quý vị mua được những cái bông điên điển, bông su đũa, rồi bông thiên lý. Thực sự là chúng tôi là nhìn vô cái list này rất là thèm là mình có một lưu bữa đó chị nấu nấm tràm á. Nấu cháo cá mà nấu nấm tràm, trời ơi nó ngon. Ngon tuyệt vời luôn á. Em nhớ hôm bữa mình tới nhà Lưu ăn lần nấm tràm rồi. Ngon cái đó, nấm mối. Nấm tràm nấu cháo ngon lắm. Vậy đó hả? Quý vị biết không, mình nhiều khi mình ước là có người nấu nướng cho mình ăn mỗi ngày những cái món. Trong đây tự nhìn cái list cá đó, list đồ ăn này kia, mà em không có ngu cái chuyện đó đâu. Em chỉ muốn mướn ô xin thôi, chứ không mướn một người ở tới nấu nướng cho mình ăn mỗi ngày. Mướn chị với Linh đi. Một ngày chị bỏ chút xíu thuốc độc vô, một chút xíu thuốc độc vô. Thưa quý vị, tiếp theo xin giới thiệu đến quý vị một cơ sở thương mại tiếp theo, đó là Lan Anh Kitchen. Thưa quý vị, Lan Anh Kitchen thì quý vị cũng biết rồi, nơi đây có rất là nhiều món ăn ngon mà
đầy đủ tất cả các món ăn mỗi ngày để quý vị thay đổi, từ cà ri cho tới bún bò Huế, đặc biệt ở đây bún cá, rồi phải nói là bánh canh tôm cua cũng ngon, mì Quảng Phan Thiết với nước rất là nhiều cũng ngon, ăn là ghiền bún chả Hà Nội, rồi cơm sườn cũng tuyệt vời luôn, miếng sườn ướp rất là ngon, bò kho cũng ngon, nói chung là món gì ăn cũng rất là ngon, mì xào giòn vân vân. Và họ có những cái món thực đơn để quý vị mang về, như là những cái party tray cho 10 người, 15 người, 20 người với 7-8 món quý vị chọn lựa mà không cần phải nấu, với giá từ 185 đồng cho đến 310 đồng. À, nơi đây cũng có nhiều cái món chè cũng tuyệt vời luôn, là bởi vì họ là cái chị Lan Anh đoạt giải nấu chè nên chị nấu chè rất là ngon. Và nơi đây cũng mở cửa 7 ngày nha quý vị. Đặc biệt món mới của họ đó là chả giò tôm cua. Chả giò tôm cua và mắm tôm thịt luộc. À, mắm tôm thịt luộc quý vị phải tới đặt trước. Mắm tôm chua thịt luộc, mắm tôm của Huế đó chị. Ừ, mắm Huế. Ăn thịt luộc, đó là một cái món cuốn bánh tráng, đó cũng là một cái món mới. Bánh xèo, bánh khọt đều có đủ. Quý vị có thể liên lạc với Lan Anh Kitchen ở số điện thoại đang hiện trên màn ảnh, và chúng tôi mở cửa 7 ngày, riêng từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, riêng ngày Chủ nhật đóng cửa lúc 5 giờ chiều. Quý vị nhớ là đóng cửa lúc 5 giờ chiều. Và nơi đây nhận food stamp. Liên Phạm hồi nãy cũng nhận food stamp nha quý vị. Hai nơi này là nhận food stamp cho quý vị. Tiếp theo xin giới thiệu đến quý vị một công ty, đó là Calculator Food. Calculator Food xin giới thiệu đến quý vị những sản phẩm về trà. Ngày hôm bữa thứ hai chúng tôi đã giới thiệu về đông trùng hạ thảo đen. Ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu tiếp tục quý vị những loại trà mà ở đây đang có. Bởi vì họ có rất là nhiều loại trà, mỗi loại trà bổ ích cho sức khỏe. Đầu tiên phải nói đến là cái chai, một cái trà BG là trà tiểu đường, thì kỳ trước chúng tôi cũng đã có nói rồi, để giúp quý vị ổn định lượng đường trong máu và xài rất là tốt. Từ 3 gói cho tới, từ 3 bịch như vậy cho tới 12 bịch là quý vị sẽ giảm đường rất là nhiều. Tiếp theo là họ vẫn có những loại trà khác như trà CX để giúp cho quý vị giảm mỡ trong máu. Trà AP giúp cho quý vị tuyến tiền liệt bị sưng được trở lại bình thường. Trà MX giúp cho quý vị, những người phụ nữ tiền mãn kinh, là giúp cho quý vị hết nám mặt, hết nám mặt nha, mà quý vị còn được thoải mái rất là nhẹ nhàng trong cơ thể khi dùng loại trà này. Trà BP là trà để hạ huyết áp thưa quý vị, để quý vị huyết áp cao thì dùng loại trà BP. Trà NI là một loại trà để giúp cho quý vị, những người bị dị ứng ngứa, bị ngứa vì ăn đồ biển, vì ngứa vì gió, ngứa vì mề đay, ngứa vì những cái chất độc hại vì môi trường, nhất là những người làm nail mà bị nghẹt mũi kinh niên thì dùng trà NI sẽ rất là tốt. Trà, ngoài ra chúng tôi còn một loại trà SI thưa quý vị. Loại trà SI sẽ giúp cho quý vị, những người trong ngành nail bị đứt tay, khô tay, lỡ tay vì hóa chất ngành nail nó ăn sâu trong cái da, khiến quý vị có thể phải bỏ nghề, thì quý vị có thể mua trà SI này vừa uống vừa ngâm vừa sức. Bảo đảm quý vị sau mấy ngày là quý vị sẽ, tay quý vị sẽ lành trở lại và quý vị có thể đi làm lại. Trà XO là một loại trà để dành cho giải rượu, tiêu rượu trong vòng 15 phút, giúp cho quý vị bổ gan và giúp cho quý vị gọi là chống say xỉn đó. Nên quý vị mà yếu gan, nhậu nhiều thì dùng trà XO. Đó là những loại trà đặc biệt. Ngoài ra họ còn có một loại rượu thuốc thưa quý vị, loại rượu thuốc gia truyền của dòng họ, để cho quý vị có thể bóp hoa nắng xương khớp, bị trật gân, trật chân, rất là đặc biệt. Đây là rượu thuốc gia truyền nhiều năm của họ. Và mời quý vị gọi cho công ty Calculator Food của chúng tôi với đại diện tổng phát hành là Tân Tú Quỳnh, số điện thoại 714-612-7309 hoặc vào website tantuquinh.com để mua những sản phẩm này. Tại Canada thì có Thúy Nga Paris Canada thưa quý vị. Tiếp theo xin giới thiệu đến quý vị công ty Việt Face More, chị Linh. Việt Face More đây quý vị. Cái này là thưa quý vị, đó chị Mỹ Linh đang cầm, đó là cái probiotic thưa quý vị. Probiotic đây là một loại dược thảo đặc biệt mà chúng ta biết rằng nó làm một cái nhóm men vi khuẩn tốt để đưa vào cơ thể, vào đường ruột đó, nó giúp cho bổ đường tiêu hóa. Đây là một loại để giúp cho quý vị ngăn ngừa viêm đường ruột
nhiễm trùng đường tiết niệu, giúp ngăn ngừa tiêu chảy do trứng không dung nạp đường lactose, giúp ngăn chặn trứng trào axit từ dạ dày, thải độc tố, cải thiện chức năng gan, cải thiện làn da, giảm béo phì, béo bụng, giảm cholesterol, giúp ức chế tế bào gây ung thư dạ dày, trực tràng, bàng quang, tuyến tụy, giúp giảm dị ứng trong thân thể. Và cái loại này hiện tại trở lại rồi, quý vị thấy là trước đây bán rất là đắt trong mấy tháng trước, và bây giờ đã trở lại, chúng tôi đã có hàng trở lại của Việt Facemon với giá 150 Mỹ Kim thưa quý vị. Và quý vị cũng có thể gọi thuyenga.shop.com, quý vị cũng có thể gọi Việt Facemon, quý vị cũng có thể gọi Tân Tú Quỳnh, chúng tôi đều có sản phẩm này hết. Và đây là sản phẩm Hygen của Probiotic của Hàn Quốc thưa quý vị. Tiếp theo họ có một sản phẩm nữa, đó là tinh dầu thông đỏ. Tinh dầu thông đỏ của Hàn Quốc thì quý vị biết rồi, được chiết xuất từ lá của cây thông đỏ có tuổi thọ trên 100 năm, đắc tăng mỡ máu, gan nhiễm mỡ, giảm lượng cholesterol trong máu, giúp điều chỉnh cân bằng huyết áp, hỗ trợ chức năng miễn dịch, giảm các triệu chứng cảm lạnh, ho, viêm xoang, hen suyễn, cúm, thải độc thanh lọc cơ thể, giúp đẹp da, chống lão hóa, điều trị các chứng đau đầu, viêm thần kinh tọa. Ngoài ra một sản phẩm của họ nữa thưa quý vị, đó là Max One Up thưa quý vị. Max One Up xin giới thiệu đến quý vị, Max One Up là sản phẩm dành cho đàn ông. Đây là một loại sản phẩm rất là đặc biệt để giúp cho tăng chất lượng của đàn ông. Quý vị đàn ông mà đã mạnh mẽ rồi thì chúng ta dùng cái này để duy trì cái bánh xe sinh học của cơ thể. Nhưng nếu những người yếu sinh lý hoặc là những người yếu ớt này kia thì chúng ta dùng cái loại này để tăng cường phẩm chất của đàn ông từ trong xương tủy đi lên. Với một hộp như vậy 30 viên thưa quý vị với giá 50 Mỹ Kim, mua 2 hộp với giá 40 Mỹ Kim một hộp và mua 3 hộp được miễn cước phí trên toàn nước Mỹ. Xin vào website vietfacepa.net hoặc là vào số phone hiện trên màn ảnh của Việt Facepa để quý vị có thể mua những mặt hàng này thưa quý vị. Đó là sản phẩm của Việt Facepa. Xin ban kỹ thuật cho cái số phone của Việt Facepa, cái website của Việt Facepa.net đó thưa quý vị. Bây giờ xin giới thiệu đến quý vị một sản phẩm đặc biệt của công ty My E-Shopping cũng của thuộc Việt Face TV thưa quý vị. Đây là một cái bộ đặc biệt, một cái bộ gọi là một cái bộ kem dưỡng da giúp cho quý vị dưỡng da đặc biệt, mà phải nói là một cái khám phá 30 năm của Hàn Quốc, do một trường đại học Hàn Quốc nghiên cứu 30 năm để ra một cái sản phẩm nổi tiếng mang tên là SRU. Thưa quý vị, SRU đây là một cái sản phẩm đặc biệt. Họ làm theo một cái cách mà họ nghiên cứu từ một cái việc mà thay vì quý vị phải lăn kim đâu đó, thì cái này họ là dùng san hô để có một cái chai đó. Cái chai này quý vị có thể lăn trên đây, chà trên đây giống như là san hô vậy đó. Nó là san hô nhưng mà nó giống như lăn kim. Bọt biển. Nó làm cho quý vị tốt, da mặt quý vị trở lại tốt mà chúng ta không cần phải đi lăn kim chảy máu này kia thưa quý vị. Và thưa quý vị, cái bộ này đó là cái bộ SRU, nó có nhiều loại lắm, 4 chai trong đây, nhưng mà nó làm từ, quý vị phải nghiên cứu cái stem cell này nè, cái bộ stem cell tế bào gốc này nó làm từ cái nhau thai của con người, cuốn rốn của trẻ sơ sinh. Bởi vì cái cuốn rốn trẻ sơ sinh, quý vị biết rằng chúng ta thấy rằng thay tủy đó, những người mà bị ung thư máu đó, người ta thay tủy, người ta phải dùng cuốn rốn của trẻ sơ sinh, người ta cũng dùng. Và hồi sau 75 đó thì ở Việt Nam chúng ta thấy rằng có nhiều cái bệnh viện phụ sản họ dùng cái nhau người đó chị, để họ làm thuốc nhau con so, để cho những người bị nhau con so đó để làm. Ta sinh về ta sao, ta ăn đó em. Đúng rồi, người ta để trị bệnh lao phổi, để bổ phổi và làm thuốc trị lao. Hồi đó ông anh ruột của chúng tôi luôn là làm trong bệnh viện Hùng Vương, làm trong cái bộ phận làm thuốc từ cái nhau người này làm ra thuốc bổ phổi. Ăn giống như ăn phổi vậy đó. Không làm ra rồi. Mà làm ra serum mới hay ghê nha, làm ra siro. Siro uống. Đó là ăn cái đó ngon lắm. Nói mà bác là có ăn rồi đó hả chị? Bác của chị là thôi, nhà em không dám ăn đâu. Nhà bác Thanh, má chị lâu lâu bà cho nhau gì, má chị về xào ăn bổ lắm đó. Và một cái bộ này thưa quý vị, một cái bộ này khoảng chừng 365 đồng, với cái hộp này, hộp tế bào gốc này 240 đồng, và những cái chai này phụ thêm thì tổng cộng khoảng chừng 385 đồng một bộ như thế này. Và quý vị có thể nghiên cứu trong các chương trình talk show của Việt Face TV, My E-Shopping giới thiệu rất là nhiều trên YouTube cũng như trên Facebook vân vân về cái sản phẩm này. Chúng tôi không đủ thời gian để nói dài về cái sản phẩm này thưa quý vị. Chị Linh. Đây là quý vị, một cái câu chuyện này nó cũng hay lắm. Ông này là người Anh, nhưng mà điều lúc đầu thì ổng làm biên tập viên cho một cái tờ báo ở Đông Phi á. Thì về sau ổng không đi làm nữa, thì ổng đi về, ổng mới mua một cái hòn đảo ở ngoài
Ấn Độ Dương á, ông mua cái hòn đảo nhỏ với cái giá là chỉ có 8.000 Mỹ Kim thôi. 8.000 bản Anh á. Nhưng mà hồi lúc đó ông mua là khoảng năm 2005. Nhưng mà đến năm 2008 á, thì một cái ông tỷ phú của Trung Đông đó, tỷ phú Ả Rập á, ông trả là cái giá là 50.000 Mỹ Kim. Nhưng mà điều ông này ông cũng không bán. 50 triệu chứ, 50 triệu Mỹ Kim là cái chị chứ không phải 50 ngàn đâu mà nha. Nhưng mà ông này ông cũng không bán. Nhưng cái ước vọng của ông là sao? Ông muốn làm cái hòn đảo này đó, thành một cái khu. Ông nói là tất cả những cái hòn đảo xung quanh đó, đó thì mấy ông triệu phú mua hết rồi. Mua để mà người ta về, người ta nghỉ dưỡng đồ này kia nọ, người ta làm khách sạn đồ kia đó. Nhưng mà trong khi ông này ông nói chứ, những cái người nghèo á, người ta cũng muốn lên những cái hòn đảo đó, người ta cảm nhiệt, trải nghiệm được cuộc sống đồ này kia nọ, nó vô thiên nhiên kia. Thì cái ước mơ của ông là cho tất cả mọi người đều lên được. Thì đến cuối đời của ông đó, về sau đó ông được một cái người bạn, cái ông này là một cái người làm nhà làm phim, nghe cái ý ông này thì thấy hay quá, ông này mới làm ra một cái bộ phim cũng như phóng sự vậy đó, thì cho một cái ông mà giống như là đứng đầu quốc gia mà của ông đó, thì kiểu như trình bày cho ông đó biết. Và cái ông đó ông chuẩn thuận cho cái đảo này, hòn đảo này là một cái khu gọi là vườn quốc gia, nhưng mà nhỏ nhất thế giới. Thường thường vườn quốc gia mình thì lớn lớn. Cái này là ở, ông này là người Anh. Nhưng mà cái hòn đảo này thấy có vẻ như là nhiệt đới quá hả? Ừ, hòn đảo Ấn Độ Dương. Hòn đảo này ở Ấn Độ Dương. Nhưng mà cái ông này đó, cái ông mà của cái nước này đó, thì cái nước mà nghe đảo này nó gọi là đảo Moyen. Nhưng mà quan trọng là có sân bay không? Hay là phải đi tàu quá? Chắc đi tàu quá. Đi tàu, chị nghĩ là đảo đi tàu. Tự vì cái đảo này đảo rất là nhỏ, đảo nhỏ lắm. Ông này ông cũng chịu khó, ông lên ông trồng cọ, trồng kia rồi làm kiểu như là nuôi rùa rồi kia nọ. Ông phục hồi lại những cái mà hoang dã của cái vùng đảo đó. Và bây giờ là được, coi như là được ông tổng thống, là ông tổng thống James Michel nè, ông cộng hòa Seychelles vậy đó. À, cộng hòa Seychelles. Ờ, thì đó ông này là ông đồng ý cái nước, cái đảo này chắc là nó thuộc của cộng hòa Seychelles đó, thành ra là giờ ông cho cái khu này. Em cũng chưa bao giờ được đi Ấn Độ Dương chơi nhiều á, em chưa đi Ấn Độ, em chưa đi mấy cái vùng đảo ngoài đó, cũng là mình đi du lịch á. Bố cũng muốn đi du lịch ghê á. Ờ, từ hồi em bị què rồi em mới thấy là em cần đi du lịch. Mấy chị em mình em phải du lịch thêm nữa. Nên... Thôi, mới muốn đi với tụi chị không? Không. Trời ơi, giả man ghê. Rất là tàn nhẫn. Hỏi muốn đi du lịch tụi chị nhẫn. Không? Em không muốn bị vướng chân vướng tay, không muốn bị nhiều chuyện là dòm ngó lung tung mang, phải không chị Lan? Đúng rồi. Chị đâu thèm dòm ngó theo em đâu, em muốn làm gì không, em làm. Không, chị ơi, chị đừng có quên là cái ban này là ban chuyện Phú Phường, là cái ban 8. Một con rùi nó bay ngang nên mình cũng thấy là chị đâu có. Nhưng mà em đâu. Nhớ nha, chị, ở đây chị có Phú Phường chị kể thôi chứ đâu. Đó thấy chưa? À. Chỉ có mình chị Lan với em là hay kể chuyện người này người kia, chứ còn riêng chị là chị không bao giờ kể. Chị có bao giờ kể chuyện ai đâu. Nãy giờ chị ngồi kể chuyện thiên hạ nè đó đâu. À thì đó chuyện thiên hạ. Chị còn chưa nhớ sao chị nhớ chuyện ai đúng không? Chuyện của chị trong giấc mơ không à? Chị toàn sống trong mơ mà. Có một cái tin cho biết đó là quý vị biết rằng ở người Việt Nam của chúng ta rất là ẩu nè. Ở đây thường thường mua xe mà chị nhớ mua xe cũ không, mình lái xe cũ đó. Khi mình bị smoke check lại, khi ở Mỹ hả? Mình lấy bằng lái xe lại đó, thì thường thường đó mình gia hạn bằng lái hay này kia đó, thì mình phải làm smoke check lại. Hay là mỗi năm cái đóng tiền thuế đó, tiền thuế xe phải làm smoke check lại. Thì nhiều cái xe cũ không có qua được smoke check. Thì bởi vậy nên có nhiều, thưa quý vị, có nhiều người đó đã dùng cái kêu là người ta đã dùng cái smoke check giả. Và đã có mười mấy người đã bị bắt, thưa quý vị, gồm có 12 người, mà trong đó có 3 người gốc Việt Nam đã bị liên bang truy tố vì đồng loại gian lận smoke check, tức là kiểm tra khí thải tiêu chuẩn. Mà cái này là bắt cái người đi móc chết hay là cái người thợ? Cái người này gian lận là làm trong cái hãng mấy cái tiệm sửa xe đó. Mấy cái tiệm hả? Và California mới vừa thông báo vừa rồi đó, là ở Sacramento hôm thứ Năm vừa rồi, thì những người này bị truy tố tội sản xuất, phân phối và sử dụng mấy cái máy đó. Cái máy này gọi là cái máy là ordinator, để smoke check, để gian lận, coi như là pass được hết đó. Và trong đây có nhiều người lắm, mấy người bị bắt thì trong đây có 3 người Việt Nam, 3 người gốc Việt Nam, và mỗi người phải bị phạt mấy chục ngàn á. Có phạt người bị phạt tới 250.000 và tối đa là 2 năm tù. Ông Thông Trương San Jose kiểm soát một số trạm smoke check đó, và ông Minh Trương
cũng điều hành những trạm Spot Check. Rồi Michael Nguyễn ở National City, tức là những cái này là làm Spot Check, đó là mình thấy là làm da Spot Check thì nó cũng không tốt, tự nhiên làm ô nhiễm môi trường và đó. Nguy hiểm nữa. À, còn đây là một cái bản tin này ở Trung Quốc quý vị. Mình coi cái video clip này nè quý vị, thấy hai vợ chồng trẻ thôi à, có đứa con mới 2 tuổi à, mà đi ở ngoài đường á, trời ơi, xong rồi hai chồng cãi nhau trên xe. Ông chồng cũng sùng quá, ngay giữa đường nha chị, ngừng xe ngay giữa đường xuống lôi bà vợ, mà vợ đang ôm đứa con có 2 tuổi, lôi lăn xuống dưới đất luôn. Xong cái bà vợ hả, để cái đứa con, tại vì nó té xuống luôn á, cái bỏ đứa con đứng trời khóc chơ dơ. Hai vợ chồng tiếp tục hình như là cãi vã với nhau nữa. Thế là có một cái ông đi đường á, ông thấy vậy đó, ổng mới ẵm đứa con lên, ổng nói với hai vợ chồng á, kiểu như là để con giữa đường vậy, rồi đường phố xe cổ đi lại rần rần như vậy nè, mà làm sao. Rồi bao nhiêu người trên mạng á, nó nói hai vợ chồng này kiểu như là không có ý thức gì hết trơn á, có trách nhiệm cãi vã giữa đường, con cái để đi vòng như vậy, nó chạy ra đường, có 2 tuổi nó chạy một cái là dính là sao. Em có còn cái clip mà trên Facebook mọi giờ luôn thấy phải không? Thấy sợ quá em. Không phải, cái clip này á là một đứa bé nó trên bà đó, bà đưa đứa bé trên xe xuống. Bà đưa đứa bé trên xe xuống thì bà bước xuống, bà mở cửa xe bà xuống, thì đứa bé nó lại bị té vô cái xuống cái rãnh chỗ ngay bên xe, thì thằng cái thằng người nghe nói là cái thằng đó là người em ruột hay gì đó, nó mới lái xe lên nó cắn đầu ngay đầu đứa bé, mà coi ghê lắm, ớn lắm. Chị không dám coi mấy đó em mà. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi luôn xin giới thiệu đến quý vị những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Tiếp theo là công ty của nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung làm gương mặt đại diện, với chỉ 2 sản phẩm và đang sale 20% off đặc biệt từ đây cho đến ngày Mother Day. Thưa quý vị, đó là bộ kem Nguyễn Hồng Nhung 1. Bộ 1 gồm có 5 chai, chúng tôi gọi là bộ kem Nguyễn Hồng Nhung 1, gồm có 5 chai tế bào gốc nhau thay cừu do 8 bác sĩ Hàn Quốc điều chế thực hiện riêng cho thẩm mỹ viện, xài chung với một cái chai collagen renew cream rất là tốt, và giúp cho da quý vị tái tạo làn da mới, làm cho quý vị da quý vị phục hồi lại những làn da bị thương tổn, tổn thương do cắt xẻ quá nhiều hay là bị tai nạn vân vân, và đồng thời nó giúp cho quý vị da quý vị căng bóng, trẻ đẹp, giữ nét thanh xuân rất là tuyệt vời. Bộ thứ hai, thưa quý vị, bộ này bán 300 Mỹ Kim, đang sale 240 Mỹ Kim. Bộ thứ hai trị nám, trị tràn nhang và trị mụn đồi mồi. Bộ này thì gồm có 3 chai xài ban ngày và ban đêm, chống nắng rồi tất cả rất là tốt của thẩm mỹ viện Image Cosmetics, và với giá là 320 Mỹ Kim, đang sale còn 256 Mỹ Kim, 256 Mỹ Kim, thưa quý vị. Quý vị có thể gọi cho chị Tracy Nguyễn để quý vị có thể liên lạc về sản phẩm này, 7447092222. Đồng thời quý vị có thể xin làm đại lý hoặc là tư vấn về dịch vụ chỉ da mặt bằng collagen vàng, giúp cho quý vị trẻ hơn 20 tuổi, 30 tuổi trong vòng chỉ vài tiếng đồng hồ, giữ được rất là lâu, giúp cho quý vị yêu đời, tự tin và sống vui hơn trong cái tuổi mà chúng ta nghĩ chúng ta lớn, nhưng nhìn vô trong gương chúng ta thấy chúng ta trẻ hơn, thưa quý vị. Tại miền Nam California và các tiểu bang, muốn mua sản phẩm này xin gọi cho Tân Tú Quỳnh với số điện thoại 7146127309, hoặc vào website tantuquinh.com để order. Rất nhiều người đã vào website tantuquinh.com để order sản phẩm này. Và riêng tại Canada, xin mời quý vị đến với Thúy Nga Paris, Canada. Bây giờ thì chúng ta đến giờ hát nhân sâm, thưa quý vị. Hát nhân sâm ngày hôm nay, chúng tôi luôn không giới thiệu sâm nước là bởi vì hết rồi. Sâm cao cốt, hát nhân sâm của chị Trang Thanh Lan cũng mới vừa nhập về xong, nên quý vị có thể đến với chúng tôi để mua hát nhân sâm này. Chị Lan chia sẻ chút xíu. Thì như Trang Thanh Lan đã từng chia sẻ với quý vị là cái hát nhân sâm này rất là tốt vô cùng quý vị. Nếu mà chúng ta cảm thấy chúng ta bị mệt mỏi, hoặc là chúng ta yếu đuối, hoặc là mình cảm thấy mình bị giống như mình trầm cảm mà bị cái thứ buồn cái thứ, thì mình uống một sáng, mình uống một muỗng nhỏ của cái nhân sâm này, hát nhân sâm này thôi, chúng ta sẽ lấy lại những cái gì mà chúng ta không có được, giống như là sức khỏe, hoặc là yêu đời, hoặc là không còn bệnh hoạn gì hết. Thì Trang Thái Lan thấy là Trang Thái Lan rất là tin cái sâm này. Nó là
giật bất ly thân của chàng Thanh Lan. Càng già càng bệnh càng yếu, càng quý vị càng thấy mà trí nhớ lu mờ hoặc là chúng ta mệt mỏi, chúng ta hãy dùng hát nhân sâm này. Chị Trang Thanh Lan dùng mà chị tốt đến nỗi mà quý vị biết không, đã chết cái tên của chị vô cái tên nhân sâm của hãng của chúng tôi là Wellground cao. Mà bây giờ trở thành của sâm Trang Thanh Lan cao cốt Trang Thanh Lan. Và rất là nhiều quý khách hàng đã gọi mua và xài lâu năm với chúng tôi, và có người mua 5 hộp, 10 hộp, có cá biệt có gia đình của anh chị ở anh chị Hiền ở bên Texas mua một lần 10 hộp luôn. Mười hộp để dành, mua để dành. Và nhiều người họ chỉ giới thiệu sâm nào cũng chỉ muốn là không, tôi chỉ muốn sâm Trang Thanh Lan mà muốn thôi. Muốn cốt của Trang Thanh Lan. Muốn cốt của Trang Thanh Lan mà thôi. Và thưa quý vị, đó là sản phẩm độc quyền của Tân Tú Quỳnh của chúng tôi, không nơi nào có. Chúng tôi không sợ là bị trùng hàng hay là bị giả hàng vân vân. Thưa quý vị, đây là sản phẩm độc quyền của chúng tôi, có trademark. Và chị Mỹ Linh cũng cầm sâm bột hồi nãy cũng là giống như vậy. Và chúng ta có thể chọn sâm bột hoặc sâm này và sâm nước, sâm lát tẩm mật ong cũng là một thứ rất là đặc biệt để quý vị có thể chống say sẩm, uống ăn nhai có thể bổ, và đi du lịch có thể mang theo gọn nhẹ, có thể dùng mỗi ngày mai nhai mấy miếng cũng khỏe giống như vậy thôi. Nó có tẩm mật ong nên quý vị nhai giống như nhai ngon kẹo, rất là dễ uống, dễ thưa quý vị. Và chúng tôi cũng hát nhân sâm đông trùng hạ thảo linh chi thì quý vị cũng đã biết rồi. Loại hát nhân sâm này giúp cho quý vị da mặt hết bị nám và quý vị dùng rất là bổ. Từ quý vị từ Washington, từ Oregon, từ Canada, từ châu Âu, từ châu Úc, từ tất cả mọi nơi đã dùng hát nhân sâm này từ các tiểu bang. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã tin tưởng. Hát nhân sâm của chúng tôi nhập thẳng từ Hàn Quốc nên quý vị không sợ bị là hãng sâm kém chất lượng thưa quý vị. Ngoài ra chúng tôi hạt sâm Royo đó thưa quý vị, một hộp 4 chai mà loại 600 Mỹ Kim chúng tôi cũng đã về rồi. Mà chúng tôi lưu mấy hôm nay tuần rồi không có ở đây nên không có mang vô cho quý vị cái hộp để quý vị có thể xem. Nhưng mà sâm Royo chúng tôi đã có lại rồi. Đồng thời chúng tôi cũng có loại sâm 5 hộp, 5 trong 1, gọi là combination, gồm có 3 cao cốt hắc sâm và 2 hộp sâm bột hồng sâm, dành cho những người thích hồng sâm và những người thích hắc sâm có thể dùng chung. Và quý vị nhớ là riêng hắc sâm cao mỡ, cao máu, tiểu đường, đau tim đều dùng được, ngăn ngừa ung thư, ngăn ngừa cúm A, giúp quý vị tăng cường trí nhớ và tăng cường sinh lực. Bộ này Hàn Quốc đang bán với giá 800 Mỹ Kim, chúng tôi đang bán với giá 699 đồng một hộp, một bộ, và có tặng thêm một chai dầu Dubai trị giá 75 Mỹ Kim nữa thưa quý vị. Hoặc là quý vị có thể chọn những món phần quà khác tương đương. Ngoài ra chúng tôi cũng có sâm đông trùng hạ thảo gồm một hộp 4 chai để giúp cho quý vị cũng tăng cường sức khỏe và tăng cường sinh lực, giúp cho quý vị bổ thận, nhất là những người yếu thận và những người bị hay bị chóng mặt, mệt mỏi vân vân, rất là tốt thưa quý vị. Bộ này thì 500 đồng một hộp 4 chai 1 kg. Đó là những loại hát nhân sâm. Đồng thời chúng tôi vẫn có sâm nam thì chúng tôi chưa không còn nhiều, mà đợt này chúng tôi hết đợt này thì chúng tôi mới nhập tiếp. Và quý vị thấy một hộp đợt này mỗi lần nhập rất là cực, là bởi vì nó rất là nặng. Một hộp trong đây có 300 gram, gồm có sâm hoang dã, hắc sâm, hột maca và nhiều chất khác giúp cho tăng cường sinh lý của đàn ông. Những người đã dùng qua đều thấy chất lượng của nó rất là tốt và rất là thích. Nếu mà nói về chất lượng sinh lý của đàn ông thì chúng tôi cũng có một sản phẩm nữa ít khi mà giới thiệu đến quý vị, cứ hay quên hoài, đó là sản phẩm của nam giới đó, kêu là sản phẩm con dê. Hiệu con dê X-Men, hiệu con dê Vigara, dược thảo hiệu con dê chúng tôi cũng có ở đây, nên quý vị cứ gọi cho chúng tôi hoặc là vào website để mua nếu quý vị ngại. Chúng tôi cũng có sâm củ, hát nhân sâm nguyên củ nha quý vị, và sâm tứ quý, chúng tôi vẫn còn có sâm tứ quý cũng đang sale, mua 2 tặng 1 đó thưa quý vị, mua 2 tặng 1 với giá 120 đồng, 240 được quý vị được 3 hộp như thế này, sâm tứ quý rất là tốt. Bây giờ trở qua Tân Tú Quỳnh thì quý vị nhớ là Tân Tú Quỳnh chúng tôi vẫn có gạo cái muỗng vàng về hàng ngày, hàng tuần và luôn luôn về. Gạo cái muỗng vàng ngon nhất thế giới chúng tôi vẫn có, lạp xưởng Lào của cô Nóc chúng tôi vẫn có, chili chip chúng tôi vẫn có, lạp xưởng Mai Quế Lộ, con đại bàng đen rất là ít mỡ mà chúng tôi luôn ít mang vô đây giới thiệu bởi vì mang vô gói nào mất gói đó. Rồi mà rất là ngon, tại nó ngon quá, ngon quá, rất là ngon. Bữa chị có mua gói à, hả? Có quý vị biết không, cái lạp xưởng Lào mà cái lạp xưởng Mai Quế Lộ mà con đại bàng đen đó, người ta tới mua một lần của chúng tôi thằng thùng 20 gói 20 gói 20 gói, bởi vì họ rất là thích thưa quý vị, rất là ít mỡ, cho thưa quý vị. Rồi chúng tôi cũng có mật ong hoa rừng, mật ong chanh dây và nhiều cái thực phẩm khác
của tôm khô. Tôm khô nhiều size lắm, nhỏ nhất cho tới lớn nhất đang có hết. Tôm khô Louisiana chúng tôi đều có tại tiệm. Và An Ưu Hoàng Cung, quý vị thấy rằng An Ưu Hoàng Cung luôn luôn là hai loại bác sĩ đội nón và không đội nón, giúp cho quý vị ngăn ngừa đột quỵ, chữa trị đột quỵ, điều trị đột quỵ, hoặc là giúp cho quý vị sợ bị đột quỵ, hoặc là những người bị thống phong, những người bị nhức nửa đầu, những người bị rối loạn tiền đình, chóng mặt, vân vân. Chúng ta dùng cái loại này rất là tốt và nhiều người đã dùng để giúp cho quý vị ổn định. Và từ Việt Nam cho tới Hoa Kỳ, chúng tôi đã có rất là nhiều case, nhiều người đã dùng tốt, thưa quý vị. Còn riêng về Tân Tú Quỳnh thì quý vị thấy rằng chúng tôi vẫn có rất là nhiều sản phẩm. Hôm nay chúng tôi giới thiệu sản phẩm là vẫn giới thiệu với quý vị cái Grow Hair Serum này đó, để giúp cho quý vị mọc tóc nè, rất là tiện lợi. Một chai 70 đồng và hai chai thì quý vị được miễn cước phí. The Best of Grow Hair Serum, chúng ta từ 3 tuần cho đến 6 tuần thì tóc sẽ mọc lên. Đồng thời chúng tôi cũng có những cái chai Best Slim, Super Slim đó, thưa quý vị, ban ngày và ban đêm, để giúp cho quý vị giảm cân, thưa quý vị. Những chai Super Slim để cho quý vị giảm cân mà không có bị hại gì hết, nó không có bị ảnh hưởng, nó không có làm cho quý vị bị side effect, và nó có thể giúp cho quý vị xuống từ 4 cho đến 7 cân trong vòng 30 ngày, thưa quý vị. Super Slim và Best Time, một loại ban ngày, một loại ban đêm. Rồi chúng tôi cũng có loại đông trùng hạ thảo hoặc là sắc Cadillac đó, là cái sụn cá mập, thì quý vị nhớ sụn cá mập rất là tốt dành cho. Cái chai này rất là rẻ nha quý vị, 45 đồng một chai thôi. 45 đồng chai mà mua 3 tặng 1, đang có chương trình sale mua 3 tặng 1. Sắc Cadillac mà một hộp 100 viên, 100 viên giúp cho quý vị bổ mắt nè, giúp cho quý vị xương sụn. Mà quý vị đã dùng sắc Cadillac rồi đó thì rất là quen thuộc về những sản phẩm này. Chúng tôi cũng có những sản phẩm về son môi của Isabel. Và đặc biệt là chúng tôi xin giới thiệu, lâu quá chúng tôi quên giới thiệu đến quý vị, đó là cái chai thuốc phỏng của Isabel. Đặc biệt quý vị bị phỏng nặng, phỏng nhẹ, phỏng lớn, phỏng to, đau đớn thể xác, mà khi da của chúng ta bị phỏng đó, thì sức cái chai này lên nó sẽ hết. Mà rất là tuyệt vời, 120 đồng một chai, xài rất là lâu và giúp cho quý vị rất là nhiều. Và cuối cùng chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị cái chai SD Thần Kỳ. SD Thần Kỳ thì lúc nào cũng vậy, nhỏ một giọt vào tay bên này, nhỏ một giọt tay bên này, chúng ta lấy cổ tay chà, nó thấm vào bằng cái đường da, những mạch máu nhỏ như thế này, và nó giúp cho quý vị có 800% của tuyến nội tiết tố của người 20 tuổi vào. Một tuần chúng ta dùng 7 ngày, và sau đó là mỗi tuần 5 ngày, không dùng ban đêm. Và sau mỗi lần dùng uống một ly nước để cho máu nó loãng ra, thưa quý vị. Thì điều dễ thấy nhất là chúng ta ngủ rất là ngon, ngủ rất là sâu. Những người bị vập bẻ sẽ hết vập bẻ. Những người bị nhức vai như chúng tôi lưu hay Trang Thanh Lan, chị Trang Thanh Lan là hết nhức vai chỉ trong vòng một đêm, hai đêm hả chị ha? Ừ, và lẽ là... sau là thấy kết quả rồi. À hả, rồi chị Trang Thanh Lan bị giật mắt cũng hết. Chị Mỹ Linh bị giọt bẻ, rồi chúng tôi lại bị trào ngược axit dạ dày. Tất cả chúng tôi đều là trong cái chương trình của chúng tôi, đặc biệt là chúng tôi lưu đưa thuốc cho mấy chị dùng, và mấy chị cũng kiểm nghiệm thử qua, rồi chúng tôi lưu cũng dùng, rồi cho những người quen dùng, rồi chúng tôi mới giới thiệu lên để giới thiệu cho quý vị những sản phẩm đặc biệt. Chị Linh, cho chị một tin cuối cùng. Đây là bản tin sức khỏe quý vị. Người ta từ trước Mỹ Linh cũng... Quý vị ơi, quên giới thiệu địa chỉ, tên, số phone. Quý vị cần những sản phẩm này xin gọi cho chúng tôi từ Việt Nam, Tân Tú Quỳnh, từ Việt Nam ra sang Hoa Kỳ, Canada đều có hết. Chụp màn ảnh số phone này, thưa quý vị. Hết rồi, hết. Chúng ta hết giờ rồi. Thưa quý vị, thật sự là chúng ta còn một phút, cho chị một phút. Một phút hả? Không nói được gì. Trời ơi, đâu có nói được gì đâu. Thôi rồi ta nói tên tào lao đi, xong rồi hết. Tào lao. Em chưa muốn tào lao, em tào lao đi. Em muốn tào lao một cái chuyện gọi là... cái chuyện giấc mơ hồi nãy đó chị. Đâu đó. Em vẫn bị ảnh hưởng vô cùng luôn. Chị đang suy nghĩ. Chị đang suy nghĩ về giấc mơ đó. Nhiều khi đó có những cái chuyện đó quý vị, mà mình không bao giờ mình nghĩ tới, nhưng mà nó lại tự nhiên nó lại vô trong giấc mơ của mình. Không cần một gì cách phải đính chánh hai ba lần rồi. Không, em không có đính chính nha chị. Cái này em nói sự thật nha. Chị có nhiều khi Trung Tử Lưu có bao giờ nghĩ cái gì không mà vẫn thấy mơ như thương? Không, em chưa bao giờ mơ kỳ cục. Không phải, em mơ những cái chuyện khác mà em đâu có suy nghĩ gì đâu. Đúng không? Chị mơ chị cưới em mới ghê. Đó là ngày vui của chúng ta. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và thứ sáu tuần này mời quý vị đến với chương trình Chuyện Phố Phường, đặc biệt ngày thứ sáu, với sự trở lại của một nam ca sĩ, đó là Khánh Hoàng. Xin chào quý vị và chúc quý vị một ngày thật là vui.
Xin kính chào quý vị.